Rồi bây giờ thầy sẽ chuyển qua chọn mặt. Chọn mặt thứ nhất, giữ Shift double click vào mặt bên cạnh. Xóa đi. Double click, xóa đi. Được chưa? Rồi cái mặt này mình sẽ làm gì? Chọn cạnh cho thầy các em ơi, chọn cạnh cho thầy. Đóng cái mặt này lại. Mask Fill Hole. Xong các bạn. Chuyển về chọn mặt. Đó. Các bạn dùng cái công cụ scale, các bạn giữ shift, các bạn kéo vô. Do cái thằng này nè, change form content, mình chọn là up. Hiểu không? Change form content có nghĩa là nó chỉ trượt trên cái đường có sẵn, mà trong này đâu có đường nào đâu trượt. Rồi bây giờ mình giữ shift kéo vô các bạn. Giữ shift kéo vô, giữ shift kéo vô. Đó, giữ shift các bạn đẩy lên, các bạn bonus cho cái chỗ để người ta gắn lên trần nhà. Còn ở bên dưới này nè các em. Bên dưới này á, mình sẽ cần một cái đường nhỏ nhỏ bên trong. Cho nên chỗ này các bạn double click vào cái cạnh. Các bạn sẽ chọn bevel. Để cho khi mình bevel nó sẽ double cái lưới này và tạo cái ô này nhỏ đi. Đồng ý không? Rồi xong các bạn. Bây giờ hãy chọn cho thầy cái nhóm này bằng cách chọn điểm nè. Đây, chọn điểm nè. Rồi đè phím Control chọn mặt nè. Dễ không? Chọn một điểm nè. Đè phím Control bấm vào chọn mặt nó tự đổi vùng chọn. Lúc này các bạn sẽ giữ Shift các bạn đẩy xuống. Đẩy xuống. Ít chút kéo ra là lấy này. Giữ Shift các bạn ghi ra. Thấy không? Rồi đẩy xuống này các bạn. Các bạn sẽ giữ Shift nè, các bạn đẩy xuống. Thu nhỏ lại đúng không? Thu nhỏ nắm kéo thôi khỏi giữ Shift. Được chưa? Rồi giữ shift mình phóng lớn lên nè các bạn. Đồng thời các bạn di chuyển lên trên. Chuyển qua bốn vùng nhìn để mình canh cho nó thẳng với nhau. Có thấy gì đâu thẳng. Chỗ này chọn cho thầy chữ X-ray mới thấy nha. Đó. Thẳng không? Bằng nhau không? Rồi chuyển qua một vùng nhìn. Đó. Chỗ này các bạn dùng công cụ scale, các bạn giữ shift, các bạn kéo ra. Rồi lại dùng công cụ di chuyển giữ shift kéo xuống. Đây là nhóm công cụ modeling rất là lợi hại nha. Rồi nối điểm này lại các bạn. Edit mesh. Mở tool center. Dùng cái cylinder di chuyển lên trên. Scale nó lại. Nhớ tăng lưới lên nha các em. Tăng lưới. Chỗ này tăng lên nè các bạn. Ví dụ 35. Rồi bây giờ bẻ cong nó các bạn. Bẻ cong là chọn cho thầy là deform non-line bend. Rồi trên cái hiệu ứng bend các bạn sẽ chỉnh cái curve này. Kéo đi. Sau khi các bạn kéo xong các bạn nhớ chọn cho thầy là edit. Chọn cho thầy là gì? Delete by type chọn là gì? History để chuyển nó thành hình. Và bây giờ mình sẽ chỉnh một cái đầu này nè. Hồi nãy thầy quên cho cáp bằng mấy? Cáp bằng không cho nên giờ các bạn sẽ chọn nó hơi cực một xíu. Giữ Ctrl chuyển vùng chọn, xóa luôn. Lít chuột phải chọn cái cạnh double click vô. Nối mặt này lại là gì các em? Fill hole. Đó. Rồi lúc này các bạn sẽ xử lý nè, các bạn chọn cho thầy cái mặt này. Dụng cụ này giữ shift ghi ra cái này các em. Được không? Có những lúc cái mũi tên này nó có cái hướng không bình thường thì nhớ là cứ double click reset giúp thầy cái nha. Đó. Rồi scale nó lên. Được không? Rồi tiếp tục các bạn, nó có một cái đoạn hơi lớn lớn ở phía trên. Một cạnh giữ shift double click vào. Cứ hai cạnh cạnh nhau mà các bạn double click thì nó chọn hết vòng. Rồi chỗ này các em sẽ dùng là Mesh Tool chọn Connect. À, lúc này mình chọn cái slide này các bạn giữ chuột giữa mình kéo lên. Ok ha. Nhớ Enter. Chọn mặt này các em. Mặt này. Giữ Shift double click vào mặt này. Các bạn sẽ ít chút. Tìm cái cạnh màu xanh vuông góc. Kéo nhẹ ra giúp thầy cái. Ha. Ok. Rồi chỗ này làm sao mà gắn bóng đèn vô được. Chọn cho thầy mặt này các em.
giữ xiếp kéo vô. Đó. Rồi dụng cụ này nè, giữ xiếp đẩy ra. Đồng ý không? Các bạn nhớ nha, các bạn nhớ, các bạn xoay tới xoay lui coi nó hợp lý chưa. Nếu các bạn không xoay là thầy xoay, thầy trừ điểm. Rồi xoay lại nè các em, xoay lại, xoay. Tới cỡ này hợp lý chưa các em? Này giữ shift double click vào bên cạnh ha. Delete, bên dưới này double click, delete. Cái cạnh này là phải đóng lại. Mét, chọn fill hole. Rồi chọn nguyên hình di chuyển xuống. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ làm gì các em? Mình sẽ xoay. Xoay nhưng mà tâm nó nằm ở đâu? Có phải tâm nằm ngay điểm này không? Tâm nằm ngay đây không? Nà, thầy không bỏ ngay đó, thầy bỏ ngay góc tọa độ được không? Được không? Được thì các bạn chọn vào nó, các bạn nhấn D. Sau đó các bạn nhấn chữ X, các bạn kéo nè, nó sẽ bám vô. Thấy không? Không bấm X thì bấm vô đây. Rồi nhấn D một cái nữa các bạn. Phím tắt là gì? Mình buông ra là tính năng đó nó sẽ bỏ đi. Phím X với phím V. Xoay nè. Edit Map. Chọn cho thầy là Duplicate Special. Sinh ra bao nhiêu đối tượng các em? Nhớ reset trước một cái. Xoay theo trục nào? Trục nào? Trục X nè, trục Y nè. 360 độ chia mấy? Ở đây nó không cho phép tạo phím chia, nó không cho nhập phép tính. Lấy cái iPhone 15 Pro Max ra tính. Chỗ này sinh ra mấy các em? Sinh ra 5. Đó rồi, apply nha các bạn. Apply xong. Ok các bạn ha. Rồi các bạn muốn di chuyển, các bạn muốn gắn đâu đó gắn. Đó, vậy là mình đã áp dụng được các cái kiến thức mà mình đã học trong buổi hôm nay.